Một em đầm body cho cái chị mình họa tiết hoa vàng rất là nổi bật luôn. Giá váy hôm nay siêu hấp dẫn với chị ơi, săn sale cực rẻ nha, 199.000 đồng. Thật ra váy này em bán vẫn là hơn 300, nhưng mà hôm nay là em lẻ size rồi nha. Với lại hôm nay cái chị ơi, giá đặc biệt lấy tương tác, chị nào chia sẻ like cho em chốt luôn 199k em này. Body von đuôi cá có kèm dây thắt eo nè. Hàng thì có size nhưng mà em bán hết rồi. Hiện tại bây giờ em đã hết M nè, hết L, hết XL luôn, shop chỉ còn đúng 2X thôi và số lượng thì còn khoảng là 15-20 đơn nữa. Thì hôm nay đặc biệt em sale luôn với giá bán chỉ có là 199.000 cái chị yêu ha. 57-65 cân là vừa đẹp giúp em nè, 1428. Chị khách nào chưa có mã này bình luận nhanh tay giúp em nha, 1428 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Một màu duy nhất không có màu khác đấy chị ha. Đuôi cá von thì chỉ có màu này thôi. Còn nếu các chị thích đuôi cá ren em có kiểu khác nữa nha, xíu em lên tiếp. Bây giờ chị nào thích mẫu của em đâu mà không, nhanh tay đặt luôn, em chỉ còn rất là ít luôn đó các chị. Giờ số lượng ít như vậy, chị nào chậm tay là không có sở hữu được em này rồi. Và cũng không chờ may thêm được, hết em bỏ mẫu chứ không về thêm. Hàng von mềm, mặt mát, ở trong có kèm lót rồi nha. Nói chung về chất lượng thì cả nhà cứ yên tâm đi, hàng nhà em may và nó là tem mạc nhãn mát đầy đủ. May bán cho khách là mấy năm nay rồi nha, các chị mình không cần lo về chất lượng đâu. Em cho mình xem hàng trước thanh toán nữa nè. Đó, mình coi thấy em mặc trên live sao làm giao vậy. Còn size 2X L mẫu váy này của em ha, 199.000 đồng nha chị Nguyễn Thảo ơi. 199.000 cho chị Tường Vi nè. Còn chị nào không ạ? À? Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Cổ này em may nó cổ tròn, hơi thuyền nhẹ một chút xíu, không có thuyền quá nha, hơi xíu thôi. Đó, tay lỡ nè, hoa vàng nền caro đen nhìn rất là nổi bật luôn ha, các chị nhìn thấy không? Đó, hoa văn màu sắc lên rất là nổi bật cho mình, mặc vào tươi trẻ trắng da. Được xem hàng chị yên tâm, chỗ khách em là mấy chị khách quen là cũng dễ mua không nói ha, mấy chị khách mới á là cũng hoang mang không biết hàng sao mà giá rẻ. Thì em hỗ trợ cho mình là xem hàng trước thanh toán luôn. Như em đang mặc đây á là còn 2X, 57-65 cân vừa. Chị nào 57-65 cân bây giờ mình đặt hàng cho em. Mã sản phẩm là 1428 ạ. 1428 kèm số điện thoại, chốt luôn 199k nha cả nhà ơi. Nhanh tay đặt luôn, em chừa hàng chừa size và giảm giá nha. Shop còn size 2XL nha. Và đầm von chị nếu mà tính về co giãn á thì sẽ không co giãn bằng một số chất liệu khác như là nhung hoặc là la dung, nhưng mà riêng em này thì nó có size. Mình cứ trang thông tin đầy đủ cân nặng chiều cao số đo, em sẽ chọn cho mình cái size vừa đẹp là được ha. Thật ra thì nhiều khi cũng không cần là nhất thiết phải có cái độ co giãn thôi các chị, tại vì em may hàng là may có size mà. Đó, mình cân nặng bao nhiêu, số đo bao nhiêu, em cứ chọn cái size vừa đẹp là được rồi. Chị Lisa có đơn nè, chị Ngọc Thúy có nè, chị Đỗ Trang có nè, rồi 1428 chị yêu ơi, thiếu mã số rồi chị. Đặt hàng giúp em mã sản phẩm với số điện thoại, mẫu em mặt đây sẽ là 1428 nha cả nhà. Chỉ sale trên live không áp dụng giao bán này bên ngoài nha. Nếu như các chị mua váy này ngoài cửa hàng em, giá là 370. Tại cửa hàng em đang sale là 370. Riêng buổi live đặc biệt này của em nha, chỉ có vài phút thôi, chị nào đặt luôn thì sale còn 199.000. Đó, mình thấy giá rẻ là mình chốt liền ha. Vô tình lướt trúng cái live nào mà thấy giá quá rẻ thì mình phải đặt ngay. Mình có thể tag tên bạn bè chị em vào mua chung, hai chị ba chị cùng nhau đặt hàng để được free ship nữa ạ. Giá em mặc trên người đây là 99.000, à 199.000 ha. 1428 cộng số điện thoại, chị Huyền Vi có đơn nè. Eo chị là 77, rồi lấy cho em cái này 2X đi, mặc hơi dường xíu. Đẹp cột cái này vô cho em ha, là ok, hoặc là bóp eo lại tùy ý nha. Tại vì bây giờ em không có còn về thêm nữa đó, nó chỉ còn size 2XL thôi hà. 1428 cộng số điện thoại cho em nha. Còn có một size cuối thôi á, không may thêm. Bây giờ hết là bỏ mẫu, chị nào ưng là bây giờ chốt luôn mới có nè. 199k thôi, 199k mẫu váy em đang mặc đây. Mã sản phẩm là 1428. 1428 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Sale trên live với giá tiền sẽ là 199.000 đồng ha. Nhanh tay có đơn, chậm tay là hết nha cả nhà. Em chỉ sale trên này thôi ha. Mua đầm bên em nhiều rồi, cái nào cũng ơn em cáo với chị Thanh Thủy rất là nhiều. Mong là mỗi ngày sẽ nhận thêm được nhiều review của các chị mình ha. Các chị mình nhận hàng mình thấy là đẹp, ưng ý và đáng với cái giá tiền các chị bỏ ra thì mình có thể quay lại cho em xin một ít thời gian quay lại nhận xét giúp em ha. 199.000 nha chị ơi, giá em đang mặc luôn nè. 1428 sale còn 199.000 đồng, chị khách nào chưa có thì bình luận cho em mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Ai chưa có mẫu này lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size các chị yêu nha. Em mặc trên người đây là 1428 cả nhà ơi.
Mẫu đang mặc trên người em đây là 1428 nha, sale còn 199k. Đuôi cá von hai lớp và có kèm cho các chị là dây thắt eo nha. 1486 ngày hôm nay em sale cho các chị mình luôn với giá tiền chỉ có là 229.000 nha các chị. Ai chưa có mẫu váy em mặc đây sơ mi nè, đặt luôn bên dưới cho em ha. À 1480 các chị ơi nha, để em xíu nè. Mã sản phẩm em đang mặc trên người nha với cái tông nền màu rêu. Chị nào chưa có mẫu váy này bình luận nhanh tay giúp em để em tư vấn và chừa hàng luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. Em mặc trên người đây là 1480 nha cả nhà. Form váy xòe dài cho mình màu rất là lạ luôn, nền rêu hoa màu cam. Cổ sơ mi tay lỡ cho mình nè, đầm may xòe một lớp và có kèm hai túi nha. Chất lụa thì rất là mềm cho mình ha. Với cái form váy xòe này các chị mặc gọn gàng luôn nha, dễ thương lắm. Giá có 229 rồi các chị. Bình thường bao nhiêu tiền? 400 hơn. Hôm nay đặt luôn trên hai ưu đãi chỉ có 229.000 đồng, quá là rẻ luôn. Em chào chị Tuyết Nguyễn nè, đầm em mặc là lụa mango chị nha. Thật ra em có hai màu nhưng mà hai màu nó tới hai mã số khác nhau lận. Chị nào thích màu rêu của em nè, rêu hoa cam, tôi gọi nó là hoa cam để cho dễ. Ai thích hoa cam chốt mã giúp em là 1480, sale trên line này với giá bán sẽ là 229 nha. Em chào chị Ngọc Tuyết ạ. Đầm em mang mấy màu? Đã hai màu. Thôi bây giờ em cầm cho các chị xem thử luôn ha. Đây em có cho mình là cái màu hoa xanh nữa nè, em mặc là hoa cam và em đang có là hoa xanh nữa nha. Đây, mã nào cũng đẹp hết, màu nào cũng xinh và cả hai hiện tại bây giờ nó đều lẻ size giống nhau là chỉ còn size XL với lại 2X. Kể cả hoa cam em mang nè với cái hoa xanh này luôn là giống nhau lẻ size luôn á, là 55-65 cân vừa. Chị nào khoảng 55-65 cân thì mình chốt đơn ha. Em đọc mã nha, thích hoa xanh nhẹ nhàng chốt 1486 nè. Còn ai thích hoa màu cam của em tươi tắn nổi bật hơn xíu thì đặt 1480, giảm luôn trên line này sẽ là 229.000 đồng. Chị khách nào chưa có thì mình lên đơn sớm để em tư vấn và chừa hàng chừa size nha. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em. Em chào chị Quỳnh Như ạ. Đầm em mặc trên người thì em nói là sale rất là rẻ. Nếu như hôm nay chị nào thích thì bây giờ mình đặt hàng luôn đi, số lượng có hạn rồi, không giảm giá này bên ngoài được nha. Nếu các chị có qua trực tiếp cửa hàng em thì cái váy này em vẫn đang bán tại shop á, là 450, còn ở trên line này có 229.000 đồng thôi. Màu cam cũng đẹp, màu xanh cũng đẹp, thường khách em mua là mua một cặp không hả? Thì không, em thấy nó rẻ, 450 mà giảm còn có 229k một váy thôi. Các chị mua hai váy ở trên line của em các chị thấy không, quá là hời luôn á, mua luôn cả hai màu về mà mặc thật nếu có chị nào vừa nha. Trường hợp mặc không vừa, ví dụ mặc size cái nhỏ hơn, size nhỏ hơn đúng không, mình lấy cái size to và mình sửa lại một xíu cũng được, tại nó quá đẹp, không có về thêm đâu. Bây giờ thích cái này mà muốn mặc vừa y luôn đó là không có về thêm. Em chỉ còn size 55-65 cân thôi hà, nhận hàng rồi đẹp, cảm ơn chị Vũ Phụng nha. 65 cân quay đầu cho em, eo đầm 85-86 độ về cho em, cái chị mặc đẹp nha, chất lụa siêu mát, em nói mặc êm ơi là êm, mặc vô là mấy chị thích liền. Thật sự mỗi lần mà cái chị mặc mấy cái váy mà mềm mát như thế này là không muốn thay ra luôn, mặc cả ngày vẫn thoải mái cho em nè. Form xòe che khuyết điểm ha, độ dài qua gối của em nha. Hoa màu cam là 1480 nè, hoa màu xanh là 1486 nè. Màu xanh thì nó thiên về kiểu nhẹ nhàng, màu cam thì nó thiên về cái tông nổi bật trắng da. Đó, 229.000 đồng cho em thôi. Hàng có sẵn các chị đặt em giao liền. Tuy nhiên thì chỉ còn có hai size cuối, 55-65 cân cho em là vừa đẹp. Chị yêu nào chưa có mình lên đơn giúp shop nha. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là ok ạ. À, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. Em mặc trên người đây là 1480 ha. Em chào chị Trúc Vi và cái chị mới vào luôn, chị Mary Nguyễn 57 cân. Dạ có, bây giờ 55-65 mình đặt đi ha, 55-65 mình chốt trước đi, mặc size gì vừa bên em tư vấn sau nha. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được ạ. À, chiêu nào chưa có mã này bình luận nhanh tay giúp em ha. Mã số sản phẩm em mặc trên người đây sẽ là 1480 nha các chị. Ai lấy hoa cam chốt 1480 và ai lấy hoa xanh thì chốt giúp em là 1486. Mã sản phẩm nào cũng đẹp hết, hai màu, màu nào cũng xinh, lấy màu nào cứ bình luận em tư vấn và chừa hàng. Váy em mặc trên người đây sản phẩm sẽ là 1480. Rồi, màu này màu màu cam, hoa màu cam. Cái nền thì màu rêu nè, cái nền là màu rêu, còn cái hoa là hoa màu cam nha. Chị Thùy Vân 58 cân mặc được không sóc? Dạ được, đẹp nha chị yêu ơi. Chốt mã cho em chưa? Bình luận mã số em tư vấn nè. 229k cái váy này thôi, bình thường cái chị mua phải hơn 400, hôm nay chốt luôn là 229 đã ship đến tận nhà cho kiểm tra nha. Em mặc trên người là 1480 ha. Đây cầm lại các chị xem nha, màu nào cũng đẹp, em ướm cho mình coi thử nè. Cái
Cái màu xanh này lên da cũng xinh lắm. Có 229.000, kết thúc livestream em ngừng sale mất tiêu rồi. Cũng là em này mua sớm giá nó rẻ. Mình đợi em like xong cái chị đặt hàng hồi nữa nó về bao nhiêu mấy chị ơi, 400 hơn. Bây giờ đặt luôn ha, có xíu siêu được chia sẻ mất khoảng vài giây thôi. Chúc bạn giúp em hoa xanh là 1486 nè, hoa ca 1480 nè. Em mặc là do nó hơi rộng của mấy chị chứ đúng form đẹp lắm. Chị nào mặc đúng form đẹp hơn em mặc nhiều. Size M em hết chị Thùy Vân ơi. Giờ em còn size XL với lại 2X, 55-65 cân cho em là vừa đẹp nha. Nhanh tay em tư vấn và trừ hàng trừ size cho các chị luôn ạ. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Nhanh tay em trừ hàng trừ size giảm giá nè. Ok chị Thúy Liễu luôn ha. 42 cân em hết hàng mất tiêu rồi. Bây giờ em còn size XL là phải 55-65. Nếu mà chị thích cái này là phải là XL, là chắc chắn nó sẽ hơi rộng rồi đó. Nhưng mà em thấy thì so với cái giá tiền đang sale thì về sửa lại xíu cũng được ha. 229.000 chút cho chị Ngọc Liến luôn ạ. 1480 cho hoa màu cam và 1486 là cho hoa màu xanh. Cổ sơ mi nè, tay lỡ nè, chất lụa mềm, êm mát thoải mái, màu xinh dã man luôn, màu nào cũng đẹp. Ok thì lấy luôn hai màu về thay đổi ha. Rồi chốt mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Hôm nay dồn đơn 600 sẽ được reship nha các chị. Một em đầm beo nữa cho các chị mình ha, với thiết kế là cổ vuông, rất là trẻ trung dân mình luôn. Rồi giá hôm nay chỉ có 299.000 thôi cả nhà ơi. Em về đủ size cho mình từ 40-65 cân mặc vừa đẹp nè. Chị nào 40-65 cân cho em thì mình chốt nha. Form váy xòe dài là qua gối. Thiết kế này em may kiểu trẻ trung hàng ngày cho nên là cái mức cái độ dài của nó không có dài quá. Nó chỉ vừa tầm vũ gối của em thôi. 1m60 thì em mang như vậy ha. Chị yêu nào thích thì lên đơn sớm để em tư vấn nè, dễ thương ha. Cổ vuông em thấy là nó trẻ trung đó, ai thích mặc beo nè, ví dụ như thích sợ dư tuổi nha. Nếu như các chị thích mặc beo mà sợ dư tuổi thì chọn ngay cho em cái kiểu này, lên form trẻ trung lắm. Chị nào trung niên mặc vẫn đẹp nha. Có 299.000 nè các chị ơi. Chất lụa mango mềm mặc êm thoải mái, form váy xòe nhẹ nhàng, kiểu này mặc hàng ngày che vừa xinh vừa dễ thương. Giá váy thì chỉ có 299 nè, đủ size đủ số cho các chị mình luôn nha. 40-65 cân cho em là vừa. Đai form đầm dài vừa tầm phủ gối của em. 1m60 em mang, các chị thấy form không, vừa khoa gối xíu rồi. Có túi nội nhà chị Cherry, em này là lụa may một lớp không bị xuyên thấu nha. Em này các chị mặc ban ngày cũng không có bị mỏng, một lớp nhưng mà rất là ok. Đây em mặc các chị coi nè, không hề mỏng manh chút xíu nào luôn, rất là ổn luôn ha. Đó, form xòe nhẹ nhàng như thế này chị nào mang cũng hợp. Có bụng một chút xíu các chị mang vẫn đẹp bình thường cho em, không lộ dáng nha. Thứ nhất là cái tông váy nó màu nâu sậm nè, thứ hai nữa họa tiết nhỏ và form xòe, làm sao mà lộ cái điểm được các chị ơi, cứ yên tâm mà lựa chọn cho em thôi. Em phải tư lấy sai rồi chị, quá đẹp luôn. 40-65 cân em có hàng, đặt sớm có sai. Bây giờ mình mua luôn, em có M, L, XL, em có cả 2X. Ngày mai các chị hỏi lại lỡ hết sai mình thì sao, mỗi ngày trong 3 hàng nó vơi một ít rồi. Em mặc là 1509 nha. Ok chị Ngọc Phương có nè. Rồi đầm em mặc mấy màu? Dạ một màu duy nhất em đang mang với cái tông màu nâu. Màu này sang, dễ mang, không bị kén da và cũng không làm dừa tuổi. Như em nè, em mặc em còn thích nữa nè. Đó, trung niên các chị mặc lại càng đẹp hơn ha. 65 cân quay đầu mặc đẹp giúp em, eo đầm 84-85 đổ về nha. Mẫu mặc trên người em đây là 1509 nè. Thiết kế tay phồng che được khuyết điểm nè. Chị nào bóp tay to mình không lo chật, vừa che khuyết điểm mà thoải mái luôn. Đó, nó phồng phồng như vậy nè, không có sợ chật chút xíu nào hết. So với lại cổ tròn, cổ sơ mi ha, thì em thấy cổ vuông là nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Đó, ai thích mặc trẻ trung thì sắm ngay mã này chứ trời chi nữa mấy chị ơi. 450 tại cửa hàng, ở like của em chỉ có 299.000 đồng thôi. Bình luận mã số vào giúp em nè, 1509 kèm số điện thoại cho em nha. Ưng váy này rồi thì đặt ngay cho em là mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. 4 size hàng có sẵn đặt em giao liền, bên em sẽ gọi tới và tư vấn size cho mình. Sau khi mà chọn được cái size vừa đẹp rồi nha, em xin địa chỉ em giao hàng. Đó, giao đến tận nơi nhanh lắm mấy chị ơi, thành phố một ngày nhận hàng rồi. Thường khách em nhận á, thành phố Hồ Chí Minh cùng với em nha, là đa số là một ngày đã nhận hết rồi. Dưới tỉnh thì 2-4 ngày nhận em cho xem hàng, đẹp như quảng cáo luôn. Hàng bán chất lượng mới dám cho xem chứ đúng không? Chứ giờ hàng kêu đẹp mà không cho xem cái chị lo. Chứ còn hàng em bán nha, giao đến tận nơi được kiểm tra hàng, giá về tay ngày hôm nay có 299 nào, quá rẻ luôn á. So với giá thị trường bây giờ 299.000 khó mua được một cái đồng đẹp lắm các chị ơi. Còn nhà em may bán cho mình là vừa bán vừa tặng luôn. Giá hôm nay chị nào khách mới có thể gọi là giá làm quen ha. 299k mẫu beo của em nè. Da beo thì các chị mặc luôn sang nha,
không bao giờ lo nó lỗi thời. Em về đợt này rất là nhiều beo, cổ vuông, cổ tròn, cổ tim, cổ sơ mi, đó rất là nhiều kiểu luôn á. Ai thích trẻ trung lấy màu này cho em, không lo nhiều tuổi nha, mua mặc mua tặng gì cũng phù hợp. 299k mẫu em mặc nha cả nhà ơi, mã số sản phẩm là 1509, giá sale trên line này chỉ có 299.000 đồng thôi. Nếu như các chị lên đơn trễ nha, mình đặt trên một bài live stream khác nè, hoặc là mình mua tại cửa hàng em là phải hơn 400, trong khi bây giờ mình chốt luôn soạn mã cho em 1509 là mã đầm, cộng số điện thoại đang sử dụng vô, xíu nữa nhân viên gọi điện thoại chốt đơn 299.000, quá hời luôn đúng không? Phí ship thành phố có 20.000 thôi, ship tỉnh 30, em hỗ trợ phí ship cho mình rồi, còn dồn đơn hôm nay mà từ 600 nha. Một đầm thì chắc chắn là chưa đủ điều kiện rồi, tại vì có cái đầm nào 600 đâu, đầm có 200 mấy 300 cái à, cho nên là dồn đơn cho em từ 600.000 em receive. Em mặc là 1509 đó chị Ngọc ơi, cho em xin mã số đi, đang form dài qua gối nè, nhận hàng kiểm tra cho em chất mềm lắm, phải mềm mặc êm mát, form xè nhẹ nhàng dễ thương ha. 299k màu em mang nè, số lượng còn ít, chị nào nhanh tay có đơn nha, mã sản phẩm là 1509 cho em ạ. Ai chưa có mẫu này lên đơn sớm giúp shop tại nhà ơi, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ạ. Mẫu em mặc trên người đây sẽ là 1509 nha cả nhà, mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Một em đầm sơ mi nữa cho các chị mình ha, với cái form váy dài như vậy em thấy là rất là nhiều chị khách thích luôn nè. Ai mê đầm dài mình tham khảo thử nha. Em này là Monster, đuôi cá cho mình luôn, may hai lớp, cổ áo màu đỏ nổi bọt chua, giá bán hôm nay các chị ơi 349, và thông báo với các chị là nó lẻ size rồi đó nha. Hôm nay em chỉ còn 3 size cuối cùng cho mình thôi. Bây giờ chị nào thấy thích em váy này ha, để lại thông tin bên dưới em tư vấn cho mình nè, đặt giúp em là 1448 các chị nha. Trước tiên là em đã hết size M rồi, còn 3 size của cho mình là size L, XL và 2X, tương đương sẽ là 50 cho tới là 65 cân. Chị nào 50 tới 65 cân chốt đơn em tư vấn và chừa hàng cho mình luôn, mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Mẫu em mặc trên người đây là 1448 nha. Em chào chị Hạnh Nguyễn nè, chào chị Hồng Minh nè, rồi chị Thúy Vi, em mang bao nhiêu tiền? 350 thôi, nguyên một cái đầm sơ mi các chị xem. Sau ra thì mua bằng một áo mà thị trường đang bán rồi chứ mấy đúng không? Giờ áo sơ mi là cũng mấy trăm ngàn rồi. Em mặc nguyên cái đầm có 349.000 đồng thôi. Form váy dài cho mình nha, cổ sơ mi tay lỡ nè, may kèm hai túi và khóa kéo nằm phía sau lưng của em ha. Giá trên line này sẽ là 349 nè. Vonter 2 lớp nha các chị yêu ơi, có size cho mình từ 40 tới 65 cân. Chị nào 40 tới 65 cân thì nhanh tay đặt luôn để em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là được ạ. Chị Minh Ngọc lấy mã ruột 448 nè, 1m50 dài không em? Dài tới bắp chân đó chị, 1m50 chị mang dài hơn em xíu, đẹp. Nếu mà chị thích để nguyên độ dài cho em thì mang thêm một đôi cao gót vào, nhìn dáng người mình cao ráo hơn. Còn mình thích nó ngắn thì có thể lên like cũng được nha. Nhưng mà theo em thì cái mẫu này von to nó mềm á, mình để dài nó thước tha, giống như một cái đầm maxi vậy đó, để đi chơi nè, du lịch chụp hình cũng xinh nữa. Có 349.000 thôi chị Ngọc ba người, mã số là 1448 ạ. Em mờ mẫu này em vừa hết size M luôn. Hiện tại bây giờ em đang có là L, XL và 2X. 50 tới 65 cân là mặc đẹp giúp em nha. Mã váy là 1448 nè. Nền đen họa tiết hoa văn màu đỏ nè, kết hợp màu này vào em thấy là nó sang, nó dễ mang cho các chị mình ha. Nếu mà hoa nhiều rồi thì mình có thể lựa chọn những cái họa tiết lạ như thế này, hoặc là bi nè, hoa nhí sọc nè, đó rất là nhiều kiểu hoa văn nha. Như em mặc đây nè, các chị thấy không, nó không phải là hoa này hoa kia ha, mà nhìn nó sẽ là phối màu, họa tiết phối màu cho mình nè. Trên vai có nhúng ly tạo độ phồng, cổ áo phối màu đỏ vào cho các chị thấy không, nổi bật lên liền, làm điểm nhấn cho mỗi đầm mình luôn. May kèm hai túi nè, đầm hai lớp, khóa kéo đằng sau lưng. 1448 là đầm Vanter ạ. Giá váy là 349.000 đồng, và chị nào ưng thì bình luận giúp em mã sản phẩm với số điện thoại cho em là được ha. Ai lấy mẫu đầm này đặt giúp em 1448 cộng số điện thoại. 2XL hỏi chị có eo 84-85 nha. Đầm em mang size 2XL 84-85 ok, mặc đẹp. Chị nào chưa có thì lên đơn, mã số sản phẩm 1448 giúp em ha. Eo 77 lấy XL cho em là ok. Em còn 3 size cuối. Em còn 3 size cuối cùng là size L, size XL và size 2X. Chị nào 50 tới 65 cân cho em là vừa đẹp nha. Mã sản phẩm giúp em là 1448 nè. Đừng quên chia sẻ like cho em mỗi chị 3 lần để được áp dụng giá sale ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho mình nha các chị yêu ơi. Em mặc trên người đây sẽ là 1448 ạ. Hiện tại bây giờ em đang có đủ size, 3 size cho các chị mình là size L, XL và 2X. Em còn 3 size cho
mình ha, từ 50 đến 65 cân cho em là mặc vừa đẹp nha. Chị nào chưa có mẫu này cứ lên đơn, bên shop sẽ liên lạc và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được à. Em mặc trên người là 1448 nha, chúc chị Ruby 1448 nè. Em mặc mấy lớp? Hai lớp chị, pointer là phải hai lớp rồi, không lo mỏng luôn. Cho dù các chị mặc ban ngày ha cũng không sợ là lộ hàng xuyên thấu, vì ở trong đầm em đã có lót rồi, lót thì tầm là ngang gối. Còn cái tà váy bên ngoài là luôn luôn nó sẽ phủ dài hơn lớp lót ở trong, nhìn nó thướt tha hơn, nó đẹp hơn, váy mình nhìn nó mềm mại uyển chuyển hơn. Chứ còn lót trong mặt bằng luôn cái ngoài nhìn nó không có được đẹp, chứ không phải em sợ tốn vải đâu nha. May là phải may kiểu này kiểu kia cho mấy chị. Size L hả chị? Có luôn, em còn ba size cuối nè. Đặt giúp em là 1448 nha cả nhà ơi. 50 tới 65 cân cho em là mặc vừa nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size nè. Mã này các chị đi chơi nè, đi tiệc ha, đi làm mặc cũng được luôn. Màu sang dễ mang, không kén da kén tuổi. Sơ mi tay lỡ form váy dài cho mình kèm cái tần đuôi cá bên dưới nữa. May hai lớp kèm hai túi giúp em nha. 450 sale còn 349.000. 1448 cộng số điện thoại cho em là được ạ. Đầm hai lớp và có zip ly phần eo tạo độ phồng xòe rất là đẹp luôn. Em váy này các chị yêu mặc không lo lộ khuyết điểm nè. Với cái tông nền đen rất là tôn da gọn dáng giúp em ha. Sale trên line sẽ là 349.000 đồng. 61 cân lấy cho em size 2X chị Phụng nha. Em có đủ size cho mình lựa chọn luôn. 50 tới 65 cân cho em là mặc vừa nè. 1448 kèm số điện thoại cho em là được nha cả nhà. Một mã đầm ren các chị mặc đi tiệc rất là xinh luôn ha. Em này là 1505 nha. Hơi buồn là hôm nay em chỉ còn size cho chị nào dưới 50 cân thôi. Chị nào trên 50 cân thì em hết hàng mất tiêu rồi. Nay là em bán là còn mấy size, mà còn mấy cái cuối á. Đã mới đầm đây đâu phải là mới về đây đâu. Em đã về là phải 2 tuần nay rồi. Hiện tại bây giờ em chỉ còn sót lại vài cái cuối và đặc biệt là giảm giá luôn. Cho nên là chị nào mà nếu như vừa cái size M nha, hay là mình có không vừa đi, hay là bạn mình vừa, người thân mình vừa, các chị mua tặng cũng được, có 199.000 thôi. 450 sale còn 199.000, giá siêu hời cho các chị ngày hôm nay luôn. Mã đồng em mặc trên người đây sẽ là 1505 ạ. Em mặc trên người đây là 1505 nha cả nhà. Chị nào chưa có mình lên đơn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nha. Ren kim tuyến ạ, ren hoa và kim tuyến là full đầm cho các chị mình luôn. Giá trên line nhà em chỉ có là 199k rồi các chị. Cổ tròn nè, tay lỡ nè, ren hoa mình xem thấy rõ nè. Đó, ren hoa cái tay thì không có lót mà trong thân đầm thì em có lót nha. Chị Trang Nguyễn 55 cân, 55 thì em vừa hết. Bây giờ là phải dưới 50 cân hoặc eo dưới 70 thôi. Mình thấy em mặc nè nó vừa y với người em không? Đây, phần váy các chị coi nè, em đang mặc là size M. Đó, em 50 cân, 1m6 em mặc vừa y luôn thì không thể nào mà trù hao lên nhiều ha. Các chị đo eo giúp em đi, eo dưới 70 là ok á. Chốt luôn trên line này với mức giá chỉ có 199.000 đồng thôi. Chị khách nào chưa có mã váy này bình luận bên dưới để em tư vấn nè. Mã váy em mặc trên người đây sẽ là 1505 nha. Chị nào chưa có mẫu ren của em thì bình luận bên dưới em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Nhanh tay em chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị luôn nè. Em mặc trên người đây sẽ là 1411505. Em chào chị Ngọc Tuyền nè. 59 cân hả chị? 59 cân mẫu này em không còn hàng. 59 cân một chút em lên kiểu khác được không? Em có body khác nhưng mà không phải là kim tuyến được không? Nếu mà chị thích body thì chúc em xem kiểu khác có size của mình nha. Chứ còn kiểu ren này của em á, đuôi cá bạc xéo này nè, đuôi cá ren kim tuyến em mang nó còn mỗi mờ thôi. Tiếc quá luôn, hôm nay nhiều chị khách thích lắm mà không vừa. Hôm qua cũng đã có mấy chị khách đặt cái này mà không có size rồi. Em hết hổng giờ mấy ngày nay rồi, chỉ còn sót lại vài cái cuối á. Size M cho em là dưới 50 cân. Bao nhiêu cái hôm nay coi như sale hết là em bỏ mẫu luôn, chứ không có may thêm cái kiểu này nữa. 1505 cộng số điện thoại giúp em nha. Sale trên line này luôn với giá tiền chỉ có là 199.000 đồng thôi. Chị khách nào chưa có mã váy này của em thì để lại thông tin ở bên dưới, bên em sẽ liên lạc và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình ha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. 1505 cộng số điện thoại cho em là được nha. Em chúc cho chị Vinh Nguyễn nè, rồi còn chị nào không? Em hoặc là 1505 chị yêu ơi. Váy này là váy ren à, ren kim tuyến full đầm cho mình. Chỗ bên ngoài cái chỗ nó lung linh đẹp hơn. Ở bên ngoài các chị nhận hàng nha, nó lung linh lấp lánh đẹp hơn trên line của em rất là nhiều. So với trên line này là bên ngoài nó phải đẹp gấp 2, gấp 3 lần luôn. Nhiều chị khách nhà em nhận hàng cũng nói vậy đó, ở ngoài nhìn đẹp hơn trên line nữa. Giá trên line nhà em chỉ có là 199 dành cho chị nào chia sẻ nha. Ai chia sẻ like cho em rồi sẽ được chốt đơn ha. Mã số sản
sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là được ạ. Chị Hiền Huỳnh 59 cân hả chị? 59 cân váy này em không còn hàng. Mới có chị khách 59 cân cũng vừa bình luận xong không còn luôn. 50 cân thôi. 50 cân quay đầu là vừa đẹp giúp em. Chị nào vừa thì lên chốt nha. Ở đây ai vừa size M em khuyên cái chị nào chốt hàng luôn. Hoặc nếu cái chị mà không vừa size M đúng không, mình có bạn người thân mặc vừa mình có thể mua tặng, hoặc là mình tag tên bạn cho bạn mình mua, đã có 199 rồi mấy chị, trong khi bình thường nó phải hơn 400, giá cũ là hơn 400 mà like này đặc biệt giảm luôn, có 199.000, coi như vài cái cuối nè, sẽ lấy tương tác nha. Ren Kim Tuyến là mã sản phẩm là 1505 cho em, đuôi cá vạt xéo nha, cái trên váy nó sẽ là vạt xéo rất là đẹp luôn. Em còn size M chị ơi, 50 cân quay đầu mặc vừa đẹp giúp em ha. Chị nào chưa có mình lên đơn sớm ạ. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi, nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn nè. Em mặc trên người đây sẽ là 1505 nha cả nhà ơi, chất mềm mặc mát thoải mái nha. Hàng về đủ size cho các chị mình ngày hôm nay mà em bán hết mất tiêu rồi. Hôm nay các chị ơi vô trễ quá. Em bán hôm giờ là cũng mấy ngày rồi, chị nào mua hôm nay là lễ rồi. Lễ trễ rồi, lễ size rồi mấy chị ơi. Chị My Lê lấy được 1505 nè, lấy màu xanh cho chị, cho em xin mã chị Nguyễn Hiền ơi. Lấy màu xanh em mang chốt 1505 để em tư vấn nha. Form váy body cho mình là đuôi cá vạt xéo ạ. Toàn bộ thân đầm sẽ có kim tuyến lấp lánh như thế này. Đây em mặc cái chị thấy nè. Cái tay là sẽ không có lót nên là mình nhìn thấy được cái da ở bên trong của em. Còn mà trong thân đầm của em là nó có lót rồi. Trong thân đầm của em là nó có lót rồi nên là không có bị xuyên thấu, mình thấy không? Đó, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Bên trong lớp ren này là có lót ở trong nên là không bị là nếu mà các chị sợ nó ngứa ngáy khó chịu là cũng không hề nha. Mặc rất là êm và thoải mái luôn, không mỏng và không bị châm chích khó chịu. Giá tiền là 199 chị được nha. Em giao hàng toàn quốc, mình ở đâu cũng giao hết. Thành phố phí ship 20.000 và ship tỉnh là 30.000 đồng cho em ha. Nếu như các chị hôm nay dồn đơn 600 mình còn được free ship đến tận nhà nữa. Em mặc là 1505 nha cả nhà ơi. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm nha. 60 cân hả chị? Em hết hàng rồi, nay còn size dưới 50. Rồi mỗi lần mà lễ size mấy chị khách size tao hỏi quá trời luôn. Tiếc quá em chỉ còn cho mình là size M thôi ạ. 1505 chỉ còn size M nha cả nhà ơi. Chị nào dưới 50 cân cho em thì chốt nha. Chị nào dưới 50 cân cho em thì chốt nha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. 1505 kèm số điện thoại cho em, chốt đơn ngày hôm nay sẽ là 199 nha. Body đuôi cá ren kim tuyến lấp lánh nè. Một em đầm satin với cái tông màu nhã nhặn, chị yêu nào thích thì đặt luôn giúp em 1482 nha. Hiện tại thì shop còn 3 size cuối cho mình là L, XL và 2X ạ. 50 cho tới là 65 cân mặc vừa cho em nha. Còn đúng 3 size cuối cùng thôi, hết luôn rồi, không về thêm nữa. Em chào chị Ngọc Mỹ ạ. Đầm em mặc là chiếc satin, vảy này nó mềm mát nha, nó có độ mịn mát luôn đó chị. Mặc vô là cái chị thấy nó mát lạnh liền. Mà rờ vô trước cái đại là thấy rồi, chưa cần mặc cái chị rờ vô thôi là đã cảm nhận được cái độ mát mịn của nó nha. Hàng may một lớp không lao xuyên thấu lộ hàng luôn. Cổ tròn, tay ngắn, đặt form váy dài cho em. Trời ơi, xinh quá qua gối các chị ơi. Mặc hàng ngày cũng dễ thương, vẫn lịch sự, vẫn kín đáo chứ không bị hở hay là ngắn nha. Giá trên like nhà em 159.000 chị Dung Nhi ơi, siêu rẻ luôn á. Giá đầm mày gọi là đầm trung niên nha. Váy thiết kế váy trung niên, phân khúc đồ trung niên bây giờ thị trường các chị mua là cũng không dưới 400.000 một cái, mà em bán có 159.000 thôi. Giá này là giá tương tác, bình thường em bán nó cũng 400 hơn, nhưng mà riêng buổi live ngày hôm nay của em, ai chia sẻ live cho em rồi em chốt 159k. Mã sản phẩm cho em váy này là 1482 nha các chị. Đây tay ngắn nè, chiếc satin, chất liệu satin, các chị xem cái màu nha, cái màu rất là sang luôn. Màu này em thấy là các chị trung niên mặc là quá hợp. Mình mua mặc hay là mua tặng gì cũng được, không lo người nhận là có bị kén da kén tuổi hay không là ok hết các chị ơi. Ai mặc cũng đẹp cho em ha. Cổ tròn nè, tay lỡ à, tay ngắn nha, cổ tròn tay ngắn. Form đầm chữ A sẽ nhẹ tà phía trước, có kèm một cái túi. Hàng satin may một lớp cho chị hàng trần, có size chị cứ đặt đi. 50-65 cân, eo đầm 86 quay về cho em là mặc đẹp. Chị nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay cho em ở bên dưới ha. 1482 kèm số điện thoại. Chị khách nào ưng ý thì để lại thông tin em tư vấn và chừa hàng chừa size nha cả nhà. 1482 kèm số điện thoại cho em. Có túi chị nhưng mà may một cái túi phía trước thôi. Đầm nhà em thì thường là hai túi các chị biết đúng không? Mà tùy mẫu nữa nha, có mẫu hai túi, có mẫu không có túi và có mẫu thì có túi phía trước. Đây em này, một cái túi phía trước nè. Chất satin chị mịn mát, mặc êm, một lớp nhưng không hề xuyên thấu lộ hàng, mặc rất là ok. Mình thấy em mặc một lớp cũng đâu có mỏng hở gì đâu ha. 1481 nha chị Ngọc Tuyền ơi, cho em xin mã số 82.
Đọc lại giúp em một tập, em đọc lại 1482 nha cả nhà ơi, satin nha, chất satin lụa mặt mềm thoải mái. Em đang mặc trên người đây là 1482 với chất liệu satin mềm mát giúp em ạ. Hàng có đủ size cho mình ngày hôm nay. À 50 tiết 65 cân nha. Hết size M rồi, quên đầu nào về đủ size cũng cứ quen miệng giới thiệu là 4 size. Ngày hôm nay em chỉ còn 3 size cho mẫu váy này thôi. 50 cho tới là 65 kg. Chị nào chưa có mình đặt hàng giúp em. Chị Nguyễn Hương có đơn, chị Dung Đinh có đơn nè. 59 cân có size chị cứ đặt nha. Em còn size L, XL và 2X. 50 tới 65 cân cho em là mặc vừa đẹp luôn. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ạ. Nhanh tay em tư vấn và trừ hàng trừ size giảm giá. Đồng em mặc trên người đây, mã sản phẩm sẽ là 1482 nha cả nhà. Chị nào chưa có mình bình luận nhanh tay giúp em ha. Em chào chị Ngọc Vy nha. Rồi chị Minh Luyến là 55 cân hả chị? Nếu mà 55 cân mà eo mình dưới 74 á là chị lấy cho em size L. Còn eo mình khoảng mà từ 75 nè tới 78 á là size XL. Nó có tùy size nha. Em may sẵn hết số đo cho mình rồi. Mình đặt hàng xong đúng không? Nhân viên bên em sẽ liên lạc tới và tư vấn chừa hàng chừa size. Đó, bây giờ trước tiên mình cứ đặt mã vào cho em cái đã đi. Lấy mẫu nào cứ bình luận cho em mã sản phẩm, số điện thoại vô. Em mặc trên người đây sẽ là 1482 nha các chị. Bình luận nhanh tay em tư vấn và chừa hàng cho các chị yêu ha. Mã sản phẩm đặt kèm số điện thoại cho em là được ạ. Em mặc trên người đây là 1482 nha cả nhà. Chất liệu là satin lụa chị yêu ơi, phải mát yên tâm. Mã vải nhẹ, mặc mát rất là êm luôn mà không lo bị xuyên thấu lộ hàng. Giá trên like ngày hôm nay chỉ có là 159k, size 2XL86 độ về cho em được nha. Cái form đầm này chữ A các chị mặc gọn lắm. Form A đây là cái chị tròn người có bụng mặc vẫn gọn vẫn đẹp cho em. Cổ tròn tay ngắn ạ. Chị yêu nào chưa có mã váy này bình luận nhanh tay em tư vấn nha. Mã số sản phẩm đặt kèm số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay em chưa hàng chưa size giảm giá cho các chị mình luôn ạ. Đầm em mặc trên người đây là 1482 nha cả nhà. Em mặc trên người là 1482 nha. Bao nhiêu tiền một váy dạ 159 thôi chị, siêu rẻ luôn á. Giá trên like ngày hôm nay sẽ là 159k. Bình luận mã sản phẩm giúp em chưa nè. Kiểm tra cho em coi đặt hàng có thiếu thông tin nào không, có bị thiếu mã số không, thiếu số điện thoại không. Nếu mà thiếu là phải bổ sung cho em liền mới được tính nha. Em cao 1m60 và phong đầm này nó dài qua gối nè. Đây 1m60 phom đầm dài qua gối nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm giúp em 1482 ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này bình luận cho em ha. Ship lưu ship thành phố 20.000. Chị yêu ơi, chị ở đâu cứ đặt hàng em tư vấn nè. Ship thành phố 20, ship tỉnh là 30.000 đồng. Đầm cổ tròn tay ngắn nè. Mã sản phẩm là 1482, chất liệu satin lụa nha. Bộ đầm em mặc đây thiết kế là cổ đắp chéo, cho nên các chị yêu nào có vòng một to mình sẽ không có là bị chật nha. Đó, em mặc cổ chéo nè, tùy chỉnh được kính hở luôn. Ai thích kính mình nâng cao hơn giúp em một chút xíu, còn thích hở thì mình hạ cái cổ sâu xuống rất là sexy nha. Giá ngày hôm nay chỉ có 299.000 nha các chị. Hiện tại thì bây giờ em lẻ size rồi. Váy mẫu mang em còn 3 size cuối là từ 50 cho tới 65 cân, hàng đẹp chuẩn mẫu luôn. Mình coi trên live em giới thiệu như nào nè, nhận hàng giống vậy cho em ha. Chất này sẽ là chất nhung dập ly nha. Em mặc trên người đây là váy nhung. Form váy cho mình là form ôm, nhưng mà là ôm không có bó nha, ôm suông thôi. Ôm suông và có sẽ nhẹ cái tà phía sau lưng nè, dễ thương như vậy. Chị nào chưa có cứ lên đơn. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được ha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size giảm giá cho các chị mình luôn ạ. Em chào chị Cherry nha, chào các chị mới vào luôn. Mã sản phẩm là kèm số điện thoại cho em là được ha. Một màu duy nhất, chị nào thích thì lên đơn. Bên em sẽ liên lạc tới và tư vấn chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn ạ. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nè. Em cao 1m60 chị yêu nha. Cái form váy này là nó dài qua bắp chân của em và nó có sẽ nhẹ cái thảo phía sau nữa. Nếu như mình thích ngắn hơn có thể lên like được nè. 299.000 giúp em nha. 1441. Em mặc là 1441 nha chị Tiên Lê ơi. Sale còn một sale còn 299k. Ba size cuối là L, XL và 2X. Form váy body nhưng mà cái chất các chị xem nè, nó có độ co giãn, mặc thoải mái lắm. Đó, vải mỏng nhẹ, co giãn, mặc mát nha. Nhung nhưng mà nhung lạnh, mình mặc mùa hè, mùa đông gì cũng được. Không có vị là nóng được hay khó chịu gì đâu. Nhung dập ly nè, các chị nhìn rõ cái đường ly luôn ha. Và có hoa ở trên đầm rất là đẹp nữa. Cổ chéo các chị yêu nha, cổ chéo nè, sẽ nhẹ tà sau ha. Ai chưa có mẫu này bình luận nhanh tay để em tư vấn nha. Mã số sản phẩm nè, kèm số điện thoại cho em là ok. Mẫu mặc trên người em sẽ là 1441 nha các chị ơi. Chị nào chưa có cứ đặt hàng. Với cái tông màu nâu đồng này vừa lạ mà vừa sang nữa, rất là hiếm. Có đúng một mẫu này là màu nâu đồng thôi. Cổ chéo em giao tới là chưa đơn gì hết đó chị Tina ơi. Cái váy này là cổ trơn,
Dẻo trơn thôi, đó còn thích kính hở chị cứ tùy chỉnh ha. Em giảm giá hôm nay chỉ có 299 nè. Chị nào ưng thì cứ chốt nha, 50 tới 65 cân vừa. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là được nha. Một màu duy nhất không có màu khác ạ. Chị yêu nào chưa có mẫu này cứ bình luận bên dưới cho em nha. 1441 kèm số điện thoại. Sale luôn ngày hôm nay với giá tiền là 299.000 đồng. 1441 kèm số điện thoại cho em nha. 299k mẫu váy em đang mang nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok ạ. 40 cho tới là 60 à 50 cho tới 65 cân nha, em còn 3 size cuối. 50 cho tới là 65 cân mặc vừa đẹp giúp em. Mã số em mặc trên người đây là 1441 nha cả nhà ơi. Chất này là nhung dập ly, nó không có dày quá nha, vải có độ mỏng nhẹ mát cho mình luôn. Chất mềm mặc thoải mái ạ. Có độ co giãn nhẹ. Size 2X mẫu này eo khoảng eo 80 85 cũng được. Eo 84 85 đổ về cái chị mặc vẫn được cho em nha. À, em chào chị Kiều Dung nè. Một đầm size L cho chị Mỹ Mỹ à. Ok luôn. Rồi 1m52 mặc dài hơn em một chút xíu. Nếu mà chị thích dài thì để nguyên, còn không thì mình có thể lên like cũng được, không sao. Lên like thì cũng không mất form đầm nha. Nói chung là tùy vào sở thích của mỗi chị thôi. Thích ngắn thì mình lên like. Còn thích để dài thì để nguyên, để dài nè. Đây em mặc nè. Cái chị nhắm chừng cái độ dài giúp em, nó tùy vào chiều cao mỗi khách nữa nha. Em cao 1m6 lần tới tới đây nè, tới bắp chân của em nè. Đó, tùy chiều ngày, chiều dài, chiều cao của khách mà cái độ dài gắn nó khác nhau. 1m52 do chị đồng em mặc nhé. Shop địa chỉ cũ ok chị, cho em xin mã số đi. Bình luận giúp em mẫu váy đang mặc là 1441 cả nhà nha. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình luôn. Mã sản phẩm nè kèm số điện thoại cho em là ok ạ. Một màu duy nhất không có màu khác nha cả nhà ơi. Mã sản phẩm em may trên người đây là 1441 nha. Chị yêu nào chưa có mã này lên đâu sớm giúp shop luôn. Em cao 1m60, em nặng 50 cân thì em mặc thường là size M đó. Nhưng mà hết size M mất tiêu rồi. Bây giờ cái váy này em còn size L nha. Từ L trở lên là 50 tới 65 cân. Tùy vào số đo mỗi chị bên em sẽ chọn size sau. Trước mắt bây giờ mình đặt hàng bổ sung giúp em là mã sản phẩm và số điện thoại. Mặc size gì vừa đẹp thì bên em sẽ tư vấn cho mình sau nha. Em cao 1m6 ạ. Không có ngắn đảm bảo luôn, tại vì cái chị coi đi nó dài qua gối nè. Cái chị cứ xem em mặc trên live, mình cứ ngắm nghía kỹ trên này đi. Hàng em giới thiệu sao là em giao vậy, 100% hàng giao chuẩn mẫu. Và khi mà giao hàng tới nơi em còn hỗ trợ cho mình kiểm tra nữa mà. Giao đến tận nơi cho xem hàng trước thanh toán nữa nha, chứ không phải là cứ vậy giao đại đâu. Được xem hàng luôn các chị thoải mái. Nhẹ nhàng trần lấy 1441 nè. Eo 77 hả chị, size XL ok. Đầm này của em còn 3 size là L, XL và 2X. 50 tới 65 cân cho em là mặc vừa đẹp nha. Eo đầm 85 86 độ về mặc ok cho em luôn. Rồi body cổ chéo ạ. Cổ đắp chéo trơn nha. Vòng một to các chị mặc cũng không có lo là bị là gọi là chật hay là khó chịu gì hết á. Thoải mái lựa chọn cho em luôn. Nhanh tay em tư vấn và chừa hàng chừa size cho các chị mình nè. Mẫu mặc trên người em đây là 1441 cả nhà nha. Mã sản phẩm nè kèm số điện thoại giúp em là ok ạ. Đồng em mặc trên người đây là 1441 các chị yêu nha. Sale trên live với giá tiền là 299.000 đồng. Em có size cho mình từ 40 cho tới là 65kg, 50 tới 65. 50 tới 65kg là mặc vừa đẹp giúp em ha. Mã sản phẩm kèm số điện thoại giúp em là được, chị Kiều Dung có đơn. 65 cân được chị đo eo đi. Đầm này của em là eo dưới 85 là được nha. Đầm này em mặc eo dưới 85. Đó, eo mình dưới 85 thì cứ đặt hàng, em có size. Khi nào mà eo cỡ 90 trở lên thì mới không vừa, em có mẫu khác. Còn đầm này eo 85 quay đầu các chị cứ đặt cho em ha. Còn 3 size cuối. Đặt trên live sale còn 299.000 nha. Mã váy em mặc trên người đây là 1441 nha cả nhà.